À, Minh Châu à, con ra bờ biển kéo lưới về giùm cho mẹ, còn ở đây để mẹ lo cho. Dạ Minh Châu biết. Nhiều muối vị tôm đại gia làm sao mà ăn được chứ. Để con chế thêm nước. Ê, loại muối này không có mặn đâu. Muối gì mà không mặn chứ, để con thử coi. Ê nè, mẹ làm gì vậy? Mẹ à, có chuyện gì? Ê, đó không phải là muối mà là độc dược. Độc dược? Tại sao mẹ làm vậy chứ? Tại vì 200 đồng à. Hay à, mẹ à, không lẽ mẹ vì 200 đồng mà giết họ hay sao hả? Mẹ không phải vì tiền bạc mà là vì con đó. Vì con? Con có biết không, Ngũ đại nhân mà con dẫn về đây là người tình cũ của Minh Châu. Mẹ, bên bờ biển làm gì có lưới cá? Mẹ quên rồi, mẹ đã mang về đây rồi. Ê, để quên cho. Chuyện gì vậy? Mẹ bất cẩn mà. Ý cháu sôi rồi. Mẹ biết chưa? Minh Châu à, vào trong chuẩn bị cơm nước đi. Mẹ à, tại sao mẹ lại biết? Mẹ đã nghe được những lời của hai người họ nói. Họ đã nói cái gì? Họ nói... Minh Châu à. Chuyện gì vậy? Quỳnh... Quỳnh có việc quan trọng hả? Quỳnh không biết có quan trọng hay không. Quỳnh thì không biết nói sao nữa. Vậy để Quỳnh nghĩ kỹ rồi mới nói sao. Quỳnh muốn hỏi muội việc. Việc gì vậy? Ngũ Tử Tư có phải là người tình cũ của muội không? Cái người khách trẻ tuổi kia có phải chính là đại anh hùng Ngũ Tử Tư mà muội từng nói không? Nếu như muội muốn trở về bên cạnh của ảnh thì huynh không ngăn cản đâu. Muội không trở về bên cạnh của ảnh nữa. Nam Cung Minh Châu và Ngũ Tử Tư đã là người xa lạ. Nam Cung cô nương, cô nương lừa gạt sơ tam có thể tha thứ, nhưng mà cô nương đừng có tự lừa gạt mình. Sơ tam có thể nhận ra cô nương vẫn còn muốn sống chung với anh ấy. Sơ tam mong cô nương có thể hứa với sơ tam một điều. Trước khi cô nương ra đi, đừng nói cho mẹ tôi biết sự thật giữa hai chúng ta. Chỉ là vợ chồng giả thôi. Sơ tam ca, đừng nói nữa. Tôi không muốn cho mẹ tôi đau lòng. Chuyện này đối với mẹ tôi mà nói giống như là tiếng sét ngang tai. Sơ tâm sợ mẹ chịu không nổi. Sơ tâm cơ, muội không nói đâu. Vậy tôi yên tâm lắm. Tôi ra ngoài trước nha. Chút nữa cô nương nhớ ra ăn cơm nha. Chào mẹ.
Ý, sáng sớm nấu cháo rồi hả? Tại sao con thức sớm quá vậy? Bây giờ là mùa cá trạch mà. Ngày hôm nay trời tốt vậy, con muốn ra biển sớm chút xíu. Như vậy thì có thể bắt được nhiều cá, phải không? Uống miếng nước đã. Ê nè nè, để mẹ uống cho con. Mẹ à, hôm nay mẹ đi chung với con ra biển có được không? Tại sao vậy? Con sợ mẹ làm phiền Tôn đại gia và Ngũ đại gia. Ê già, con yên tâm đi. Mẹ đâu phải là tình cướp giết người. Mẹ ra biển với con thì con yên tâm lắm. Được, được, được. Nè, vậy con đi trước, mẹ tới liền. Ừ, con ở bờ biển đợi mẹ nha. Cũng may là mua hai cây. Thiệt là mệt cho đại nương. Ê đừng khách sáo, còn nóng đó, ăn đi. Làm phiền đại nương. Đại nương, tìm tôi có chuyện hả? Cháo phải ăn lúc còn nóng. Tôi đợi đại ca thức dậy rồi ăn chung với ảnh sau. Phải, ăn chung với nhau nha. Ăn chung với nhau. Không trước không sau, ăn chung với nhau cùng đi trình diện. Đại ca thức dậy rồi hả? Quỳnh cảm thấy sao? Ê, con người thì có tinh thần, nhưng mà cái bụng nó cứ kêu rào rạo hoài à. Vậy thì tốt. Lúc nãy đại nương có nấu cháo mang tới đây, chúng ta ăn chung đi nha. Đại nương đã hiểu rõ cái bụng của Tôn Võ, cho nên nấu nồi cháo lớn như vậy, Tôn Võ có thể ăn một bữa cho no nè. Nè nè. Đại ca. Đau, đau quá, đau quá, đau, đau quá. Chuyện gì vậy? Tài lượng ám lộ cho đi chung này, con đi ăn xài xếp. Đại lượng chỉ là từng chức tuyên bố cái thực lượng, cái chăn trúc là đặc biệt đại hoa cái. 孫悟空要爆柴了。 Mẹ, mẹ, có chuyện gì mà mẹ vui dữ vậy? Bầu trời tốt đẹp thì con người vui vẻ. Con người quan trọng nhất là phải có hy vọng. Nè nè. Hả? Mẹ và con đi đánh cá hôm nay nhất định sẽ đầy thuyền trở về đó. Ê. Nè. Phải rồi mẹ à, con đã có hỏi Minh Châu rồi. Thì ra cổ và cái ông họ Ngũ kia hoàn toàn không quen biết gì cả. Mẹ đừng nghi ngờ nữa. Sơ Tam à, còn ngu thiệt. Không những dụng về tay chân mà còn ngu ngốc nữa là khác. Nước đã ngập khỏi đầu rồi mà còn không biết nguy hiểm. Nhưng mà không có sao. Chỉ cần hai khách qua đường kia biến mất á, thì còn có ngu gì đi nữa cũng không sao mà. Mẹ à, mẹ đừng nghĩ bậy bạ nữa. Mẹ đang nghĩ 200 đồng kia sẽ sử dụng như thế nào đó mà. Hả? 200 nào hả? Một người 100, hai người thì là 200. Mẹ à, việc hai người mẹ đừng làm nha. Không phạm triều đình, không phải là con người đàng hoàng. Trừ bạo an lương, ai cũng có trách nhiệm mà. Tiêu diệt không phạm, tạo phước cho xã tắc, đâu phải là tiền phi nghĩa chứ. Mẹ à. Còn nữa nha,
Tiêu Dương được không phạm thì con khỏi cần lo gì hết. Tại sao lại không làm? Mẹ à, tại sao mẹ lại có ý định đó? Im đi. Có 200 đồng chúng ta có thể xây lại cái làng chài, còn khỏi cần đi đánh cá để sinh sống nữa. Mẹ sẽ xây lại bến đò, sau đó mua một con tàu thật lớn đổi lại để mà chở hàng. Những con đường nhỏ gồ ghề trở thành con đường lớn thẳng tắp. Vậy chúng ta... Mẹ à, con hãy nghe mẹ nói đi. Chúng ta có thể xây thêm quán ăn, quán trọ nè. Sau đó để những người buôn bán giữa đường có thể ở lại đây, chúng ta cung cấp cái họ cần. Sau đó biến cả cái làng đánh cá này trở thành một cái địa điểm tốt nhất để cho khách đi đường dừng lại. Như vậy chúng ta làm ăn sẽ khá, tiền bạc có sẽ ào ào chạy tới. Con và Minh Châu có thể yên tâm thành con đẻ cái càng nhiều càng tốt. 10 đứa, không, 20 đứa, 20 đứa, 30 đứa, 30 đứa đi. Sau đó nuôi dưỡng tất cả, mọi người trở nên con cháu đầy đặn, ai cũng làm hoàng, chúng ta sẽ giàu to. Sơ Tam, con làm sao vậy? Hả? Mẹ à, con không cần. Chạy máu rồi mẹ. Con đã trúng độc rồi. Hả? Tại sao lại vậy? Tại sao lại là con? Phải là hai người đàn ông kia mới đúng chứ. Sơ Tam, con không bị chết. Con không thể chết đâu. Sơ Tam, con đừng bỏ mẹ lại một mình nha. Đừng có bỏ mẹ lại một mình nha. Con không thể chết. Con ráng lên đi, ráng lên đi. Con đừng bỏ mẹ lại một mình nha. Đừng nha Sơ Tam. Đừng bỏ mẹ nha Sơ Tam. Đừng có chết nha. Hai người kia đã giết hại con trai của tôi. Họ đã hại chết Sơ Tam rồi. Hai người đó đã giết chết con trai của tôi, đã hại chết Sơ Tam của tôi. Đại nương, bên ngoài chắc là gió lớn lắm, thổi đến đại nương đầu tóc bù xù luôn, coi chừng bị lạnh đó nha. Tại sao hai người không ăn hết cháo đi? Lúc nãy chúng tôi bất cẩn cho nên làm đổ hết cháo rồi. Tại sao đại nương lại giận dữ vậy? Đương nhiên, chúng ta đã làm đổ nồi cháo, làm uổng công phí sức của bà. Minh Châu ở dưới kia kìa. Minh Châu. Đại tổ. Đại nương, làm ơn giúp tôi, để tôi xuống cứu cổ. Đại nương, lúc nãy làm đổ nồi cháo, tôi biết chắc ông đã đói lắm rồi. Tôi mang phần còn lại ăn đi còn nóng nè. Cảm ơn đại nương. Sơ Tam, Sơ Tam, mẹ nhất định sẽ trả thù cho con. Mẹ phải kêu họ đền mạng. Mẹ tuyệt đối không có tha cho ba đứa tụi nó đâu. Sẽ kêu tụi nó đền mạng để trả thù cho con. Sơ Tam,
Sơ Tam, Sơ Tam mày nhất định trả thù cho con. Minh Châu, Minh Châu à, Minh Châu. Đừng có đụng tới tao. Tại sao tao lỡ với giếng? Lúc nãy đại nương nói là cô bị rơi xuống giếng, cho nên tôi lập tức tới cứu cô. Nhưng mà không ngờ bị đại nương bít miệng giếng lại. Nam Cung cô nương, đừng nói nữa. Cái gì tao cũng không muốn nghe. Nam Cung cô nương, không cần biết cô có muốn nghe hay không, tôi vẫn phải nói. Tôi biết nếu như xin cô tha thứ chỉ là giấc mơ thôi. Tất cả mọi việc đều là do tôi làm ra. Nếu không phải vì tứ tư này, có lẽ cô đang sống một cuộc sống rất nhàn rỗi, và gia đình cô không có bị chết oan như vậy. Tất cả đều là lỗi của tôi. Lỗi? Nhận lỗi ăn thua cái gì? Người nhà của tao có thể sống lại được sao? Có thể coi như mọi việc không có gì xảy ra? Bây giờ đã vô ý nghĩa rồi. Nam Cung Minh Châu không muốn tranh cãi với người. Nam Cung cô nương, tôi biết cho dù tôi có nói gì đi nữa cũng vô dụng, nhưng mà tất cả những lời của tôi nói hoàn toàn là từ trong đáy lòng của tôi. Tôi mong là cô hãy nghe tôi giải thích. Đừng có giải thích. Minh Châu, đừng nói nữa. Minh Châu, đừng nói nữa mà. Tôi không muốn Minh nghe Châu. Tôi không muốn nghe đâu. Đừng nói nữa. Tôi không muốn nghe đâu. Đừng có nói nữa mà. Đừng có nói nữa. Đừng có nói nữa. Ngày xưa tôi đã đâm cô một kiếm, tôi biết tội đó rất khó tha, nhưng mà lúc đó tình thế bắt buộc, tôi không thể không làm như vậy. Tôi và cô đều là con dân của đại sở, chúng ta phải hiểu rõ nỗi khổ của người dân đại sở. Tử tư tôi sống ở trên đời này chỉ hy vọng đại dương có thể phục hưng đại sở, trừ tên gian thần Phí Vô Kỵ, và hy vọng có một ngày có thể hoàn thành đại nghiệp. Nếu như cô thật sự muốn tôi chết với lưỡi dao của cô, thì tôi cũng ngậm cười nơi suối vàng. Tại sao phải sanh Nam Cung Minh Châu ở trên đời này, còn để cho Nam Cung Minh Châu phải gặp Ngũ Tứ Tư? Mua vô. Tôi biết họ ở chỗ nào. Chuyện gì? Chuyện gì? Tôi được các người đi bắt họ. Tôi biết họ ở chỗ nào mà. Đi đi. Mấy nhà người theo tao. Dạ. Đi. Không lẽ chúng ta phải chết ở chỗ này sao? Đừng có sợ. Rồi, nín thở. Minh Châu, cô không sao chứ? Chúng ta về coi Tôn Đại Ca đi. Tôn đại ca à? Dẫu đây nữa. Tránh ra. Đại ca.
Đi cao. Hiền đệ, tại sao quần áo ướt dẹp vậy? Huynh có gặp đại nương không? Chén cháo này đại nương mang tới, không biết tại sao ăn phần nữa Tôn Võ đã ngủ mất tiêu. Bây giờ đại nương ở đâu? Tôn Võ không biết. Đại nương đã nhốt đệ về cho cô nương ở dưới giếng, còn đại ca thì bị nhốt ở đây. Đệ nghĩ có lẽ đại nương đi báo quan đó. Đại ca, chúng ta lập tức đi ngay đi. Sơ Tam, Sơ Tam ở đâu? Sơ Tam chắc đi chung với đại nương rồi. Không đâu, Sơ Tam không phải là người như vậy. Đừng kể nhau nữa, muốn đi lập tức đi ngay đi. Minh Châu, đừng cho chị nữa, đi chung với tụi mình đi. Đi. Mau lên, mau lên. Ở đằng kia kìa. Sắp tới rồi, sắp tới rồi. Tôi đã nhốt họ dưới đáy giếng. Tới rồi kìa. Mau tao bắt người đi. Mau lên đi. Mau lên. Còn có một người đó, ở trong túp lều kìa kìa. Bây giờ cái thằng mập. Người đâu? Cái thằng mập đâu mất rồi? Nó đâu mất rồi? Người gạt ta? Không có. Còn một người, còn hai người nữa. Hai người đó bị tôi nhốt ở dưới đáy giếng. Hai người bị tôi nhốt ở dưới đáy giếng, tụi nó không thể thoát được đâu. Hãy quăng cục đá kia ra. Dạ. Dạ. Có ai không? Người đâu? Lúc nãy hai đứa tụi nó bị tôi nhốt ở dưới đáy giếng mà. Còn người bị tôi nhốt ở trong chòi kia. Nhốt ở đáy giếng, nhốt ở trong chòi. Nhưng người đâu? Người đâu? Bà hỏi tôi. Bà kia, bộ bà muốn tiền thưởng muốn tới đi rồi hay sao? Muốn đòi dở với chúng tôi à? Thiệt là khả ổn. Người đâu? Dạ. Hãy xem có gì quý giá, mang về bộ đất chỗ này. Dạ. Đừng đi. Tránh đi bà kia. Ê, các người đừng đi. Bắt được hai người kia, bọn chúng ở dưới giếng rồi kìa. Tránh ra. Họ không những là khâm phạm với triều đình, họ còn là hung thủ giết người nữa đó. Đi đâu? Khoan, các người làm gì vậy? Tránh ra, lục xét. Đây nè, Khoan à, làm gì vậy chứ? Tránh ra, mấy đâu? Tránh ra, dạ. Khoan à. Nè, đâu? Đừng dạ. Đang làm gì vậy? Có được gì đâu ở đây à? Có cái này thôi à. Đừng mà. Trả trứng này á, chỉ có cái này thôi sao? Dạ phải. Đi. Dạ. Dạ. Khoan à. Khoan à, đừng bỏ đi mà. Quang à, không có gì đáng giá. Quang à, đi ra. Các người làm quan binh kiểu gì vậy? Khâm phạm triều đình không bắt, hung thủ không bắt, không bảo vệ dân làng của chúng tôi, còn cướp của dân chúng, đồ quan chó, quan cướp thì có. Đi ra. Đồ cướp. Làng đã nghèo, người lên xảo quyệt, quả ra mấy cái đồ quý giá để đây hả? Sơ Tâm. Con ngủ đàn bà điên khùng kìa. Người dám cắn tay hả? Dám cái gì? Đi giật miếng ngọc trên tay của bà đem về đây cho tao. Dạ. Sơ Tâm. Nhớ ra. Mau lên. Nhớ ra. Mau lên. Nhớ ra. Tướng quân, bà đã nuốt miếng ngọc vô bụng. Sao mà ngủ quá vậy? Hãy đốt hết nhà cửa cho ta. Dạ. Đi. Năm 522 trước công nguyên, Ngũ Tử Tư, Tôn Võ, Nam Cung Minh Châu đã thoát lên Sở Quốc và tiến vào Dương Quốc nước Ngô. Lúc đó là kẻ địch của nước Sở Quốc. Sở Quốc Vương và Ngô Vương
Lúc đó hai thế lực trong nước đang long tranh hổ đấu. Hai thế lực đó, một phía đứng đầu là Thái tử Khánh Kỵ, còn một phía khác đứng đầu là công tử Quan của Ngô Quốc. Giết đường vào lòng như vậy ha. Wow, sao thấy ông tình gì hết vậy? Wow, thiệt tình à? Đúng rồi, uống đi.
Nhờ đại nhân là để tôi dìu cho. Không cần, không cần đâu. Xin lỗi nha, bác nhà người phải đợi lâu. Nói đi. Trịnh Quốc nổi loạn, dân chúng điêu đình, thất xã đó có nhiều người, chạy tới các nước láng giềng, nhân tài không có bao nhiêu. Nói như vậy, Trịnh Quốc không có nhân tài thì sao? Nói tiếp đi. Nếu Tề xảy ra chánh biến, quốc quân Tề quốc đã nội chiến với nhau, thúc phụ thái phụ quý tử đã bị trục xuất. Quý tử? Chẳng trách gì chánh biến thất bại. Sở quốc xảy ra chánh biến, đó là gia đình thái phụ Ngũ Xà muốn liên kết với Sở Dương, bãi chức trọng thần Phí Du Kỵ, cuối cùng thất bại. Cả gia đình Ngũ Xà bị giết, chỉ có con trai thứ trốn thoát, Ngũ Tử Tư và nhà Bình Pháp Tôn Võ. Khoan đã, ngươi nói cái gì? Ngũ Tử Tư và Tôn Võ? Vậy có biết họ trốn ở đâu hay không? Hãy mà nói đi. Như là đi về hướng đông. Hướng đông? Vậy tức là về phía của chúng ta rồi. Dạ phải. Đi mau, cho người điều tra rõ ràng. Dạ. Nếu như được sự giúp đỡ của Ngũ Tư Tư và Tôn Võ, bản cung thì đâu có cần đóng kịch ở chỗ này để cho Khánh Kỵ xem. Có phải muốn uống trà không? Ba người, còn có thêm người nữa. Nè. Tại sao trên đường đi cô không nói gì hết vậy? Thật ra tôi đã làm sai điều gì? Ông cũng sai. Xưa nay ông làm việc không bao giờ sai. Sợ ở chỗ tôi quá nhỏ mọn. Có phải cô trách tôi lo cho đại ca không lo cho cô hay không? Tôn đại ca đang bị thương, phải chăm sóc tử tế. Ta thấy xưa nay không bao giờ để ý tới ta. Vết thương của Tôn Võ lành lại rồi, không cần người chăm sóc nữa. Uầy, đừng có tới đây, đừng có tới đây. Làm cái của tôi chạy hết rồi. Nè nè, xem kìa, cái của tôi bỏ đi hết rồi kìa. Tôi cần một chén trà. Hãy đi đi, tôi không có bán đâu. Ông chủ, tôi đi suốt cả ngày mệt quá, làm ơn bán cho tôi chén trà đi. Tôi nói không có bán mà, ông đã làm cái của tôi đi hết rồi kìa, mau đi đi. Ông chủ à, tôi đây một giọt nước cũng không có, hãy bán cho tôi một chén đi. Nè, huynh đệ, chén trà của tôi này uống đi. Cảm ơn chén trà này suốt đời không quên, tại hạ Yến Ly, chưa thọ giáo. Được khách sáo, tại hạ là Tôn Võ. Tôn tiên sinh, hẹn ngày tái ngộ. Yến Ly huynh, thứ lỗi Tôn Võ nhiều chuyện, xin hỏi người này là... Là ân nhân của tôi. Tại sao lại kéo ân nhân đi đây đi đó vậy? Người tiên sinh này đã từng cho tôi một chén cơm ăn, sau đó không may qua đời. Trước khi chết, kêu tôi mang thi hài của ổng về qua nhà an táng. Tôi được ân nhân ký thác, không dám làm sai trái. Quá ra là vậy. Hẹn ngày tái ngộ. Hẹn ngày tái ngộ. Cái người này thì thật khó nói. Hey, mua đi, rau cải tươi nè, mua đi hả, nè, mua đi hả, rẻ lắm nè, xin mời quan khách hả, nè, mua đi hả, bây giờ, cái gì vậy hả, mua đi giống hả chứ là thật hả, đẹp lắm á, giống y như thiệt á, cái tượng mà giống hả thiệt quá hả, mua đi hả, ngồi đi, bây giờ, mua đi hả, bây giờ cái gì vậy hả, cái đầu quái vật lớn quá ha, bây giờ, quái vật hả, hình như là quái vật à, nhìn ghê quá, đại thúc à. Không biết gì đại hiệp nào giết chết con quái vật này vậy? Hiệp sĩ cái gì? Đó chính là thái tử Ngô Quốc Khánh Kỵ của chúng tôi đó. Ồ, Khánh Kỵ? Phải, nước Ngô ngoài thái tử Khánh Kỵ ra đâu có người nào tài giỏi như vậy chứ. Tài giỏi thế nào?
Các người chắc từ xa tới đây, ngay cả thái tử Khánh Kỵ chạm vào lòng, các người cũng không biết nữa. Ông ta một mình cầm kiếm nhảy xuống nước, vào đấu với con ác long cả 2 tiếng đồng hồ luôn. Cuối cùng đã giết chết con giao long kìa. Ồ, đêm hôm nay thái tử sẽ tiến hành trảm long đại hội, sẽ chia thịt giao long cho mọi người cùng hưởng đó. Ồ, Khánh Kỵ vạn tuế, Khánh Kỵ vạn tuế, Khánh Kỵ vạn tuế, Khánh Kỵ vạn tuế, Khánh Kỵ vạn tuế. Này quý đệ, cho tôi mượn thanh kiếm. Thôi dạ. Tôi là Ngũ Tử Tư, hôm nay tôi tới đây là muốn gặp dũng sĩ trảm giao long của các người. Hiền đệ, vô trong này. Trưởng quầy, là tôi đây. Ông chủ, bà và khách quan muốn ăn cơm hay là ở trọ? Ở trọ, 3 căn phòng thượng đẳng. 1 căn phòng thường thôi. Không được, phải phòng thượng hạng. Đệ ca, tiền đường của chúng ta đã còn bao nhiêu nữa? Hiền đệ à, đây là quý tộc của Sở Quốc, đừng để cho người ta khinh thường. Và cũng đừng để Khánh Kỵ thấy chúng ta là kẻ xa cơ thức thế không nên nương tựa. Tôn đại ca nói rất đúng. Vậy cháu muốn ở phòng thượng đẳng hay phòng thượng đây? Phòng thượng đẳng, ở lâu hay là 1 ngày? Chưa chắc, có lẽ 2-3 ngày, cũng có lẽ là nửa tháng. Ít nhất 3 ngày, trả 1 ngày tiền công và 1 ngày tiền mới, tất cả là 40 tiền. Được, đại ca, 1 ngày 20 đồng, giờ ở đâu có được bao lâu? Đại ca của khách, ông chủ, khách sạn của ông hình như đang cần người hả? Bây giờ tôi đang thiếu một người tắm ngựa. Ông chủ yên tâm đi, tôi ở Sở Quốc sống bằng nghề nuôi ngựa. Tắm ngựa cho ngựa ăn tôi rất là rành. Tánh tình của con ngựa tôi thuộc như lòng bàn tay vậy. Ở chỗ tôi người tới người lui à, mỗi ngày có tới mấy chục con ngựa đó. Không thành vấn đề, tôi ứng phó được mà. Mỗi ngày chỉ có 15 đồng, không đủ tiền mướn 1 ngày. Tôi hiểu. Tôi có thể làm được. Không được. Tại sao lại không được? Ông chủ, cái gì tôi cũng làm. Đàn bà con gái gánh vác không có được, làm nàng không nổi làm gì được đây. Tôi có thể rửa chén giặt quần áo. Như vậy cũng được, mỗi ngày 10 đồng. Cảm ơn ông chủ. Lập tức làm việc, đừng có làm biếng nha. Cảm ơn ông chủ. Đại ca, như vậy thì tội cho hai người. Đại trưởng phụ muốn thành đại nghiệp, đương nhiên không thể nào thiếu sự khắc khổ tôi được. Để đệ giúp huynh. Không được. Dũng sĩ đã chém cờ tới đây rửa ngựa ra thể thống gì chứ. Vào trong nghỉ ngơi chút đi. Khánh Kỵ tới đây sẽ là một cơ hội tốt. Hả? Minh Châu. Tôn đại ca nói rất đúng. Anh vô phòng nghỉ đi. Đại ân đại đức của nhị vị, Ngũ Tứ Tư sẽ có ngày đền đáp. Đừng có ăn nói khách sáo nữa, vô phòng nghỉ chút đi. Tôn đại ca, muội đi làm việc. Thiệt là anh hùng xa cơ, nhi nữ tình trường. Làm việc. Hiền đệ, còn chưa có người tới hả? Còn chưa có ai tới hả? Anh yên tâm, nhất định sẽ tới mà. Xem ra chúng ta đã hoài công vô ích. Không đâu. Ai là Ngũ Tứ Tư? Là tôi. Bên ngoài có người tìm. Cảm ơn, tôi tới ngay. May quá, tới rồi. Muội đã nói rồi, chúng ta không có hoài công vô ích. Hiền đệ, đợi chút. Ra ngoài vội vã làm cho người ta thấy mình nóng ruột. Chúng ta có tôn nghiêm của chúng ta. Chúng ta là người tới đây giúp đỡ lẫn nhau, lợi dụng lẫn nhau. Nhất định phải nhớ kỹ, chúng ta còn phải tới đây năn nỉ hắn lo cho chúng ta. Sửa y phục lại rồi mới ra ngoài. Thôi khỏi, cứ để cho tôi. Lạ đời, hai người kiêu ngạo nhất ở trên đời mà cũng đỏ mặt nữa hay sao? Là ông tìm tôi hả? Ông đây chính là Ngũ Tứ Tư à? Người đã chém gãy cây cục cờ treo trên đầu giao long. Quá ra chính là ông à? Tần trai huynh đài tới có chuyện gì? Lần trước nợ của ông một chén trà, bây giờ trả lại. Chuyện nhỏ thôi, còn nhớ làm gì chứ? Tôi không muốn mang ơn của người khác. Tốt, nói đúng lắm. Bữa nay tới đây chỉ vì muốn trả chén trà cho tôi. Tôi muốn tỷ đấu với Ngũ Tứ Tư. Mong ông thọ giáo với tôi. Đi mau, ta không muốn so tài với ngươi. Nè huynh đệ, Ngũ Tứ Tư không phải là người muốn kiếm chuyện, làm ơn đi đi.
Ê, lại tới nữa. Đây đây, đây 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 đây. Đây. Nếu còn tới đây ta báo quan bắt mày đó. Bốn thứ tư, tôi không đi đâu. Tôi nhất định chờ đợi cho tới khi ông ra đây. Ây da, là gì vậy hả? Mày thúi quá vậy? Cái gì mà thúi vậy? Ây da, có ăn mày hèn chi mà thúi quá. Ây da. Ê, khách quen, ở trọ hả? Chào ngựa cho tôi đi, tôi sẽ chăm sóc thật kỹ. Khỏi cần chăm sóc, con ngựa này không sống được bao lâu đâu. Tại sao lại như vậy? Đây là con ngựa chiến mà. Ngựa chiến? Ê, không có ngựa chiến gì cả. Tôi mới vừa mua về hơn tháng thôi. Coi nè, bốn cái chân yếu đuối, không có sức gì cả. Khách quen chưa biết thôi. Đây chính là con ngựa trại ngoại ở phường Bắc. Nó chạy thì rất là nhanh đó, nhưng mà lâu lắm mới nhìn thấy nó mệt mỏi như vậy. Chắc là phi suốt cả đêm rồi. À, đúng vậy. Tôi mới vừa phi ngựa 3 ngày 3 đêm đó. Ê, và 3 ngày 3 đêm đã lâu tới như vậy. 1 ngày 1 đêm đã đủ lắm rồi. Nè, tới thiệt đúng lúc, để tôi trị lành bệnh cho nó. À, vậy cảm ơn nha. Không cần, tôi cũng không muốn con ngựa chịu khổ. À, thì ra ông là người thương ngựa. Tôi rất có nhiều vấn đề liên quan tới ngựa lắm, không biết có thể nào thọ giáo với ông hay không hả? Thì xin lỗi nha, tôi còn nhiều việc phải làm đó. Ê, đừng đi, tôi đây cũng rất thích ngựa lắm. Ít khi gặp người nào nghiên cứu ngựa giống như ông đây, chúng ta hãy ngồi xuống nói chuyện nha. Không được, chưa tắm ngựa xong ông chủ sẽ chửi đó. Ông chủ hả? Tôi đây. Ông chủ, ông chủ à? Giờ tới đây làm gì thúi quá đi đi. Tôi muốn mua một ít gạo. Ngựa có tánh ngựa, người có tánh người. Căn bản là như vậy. Người thì có đủ loại người, ngựa thì có đủ hàng ngựa. Người có những sở thích khác nhau, ngựa cũng như vậy. Thần kỳ vậy à? Đó không phải là thần kỳ, là lý lẽ. Có câu hổ phụ vô khuyển tử, cho nên mua một con ngựa cần phải điều tra cha mẹ của nó. Có đôi lúc điều tra cha mẹ còn chưa đủ, cần phải điều tra tổ tông 18 đời của nó. Ông này nói chơi chứ? Tôi không phải nói chơi đâu. Biết rõ tổ tông 18 đời như vậy là biết rõ huyết thống. Nếu biết rõ huyết thống thì biết rõ nó từ đầu tới. Vậy có thể hiểu rõ cá tánh của ngựa sở trường cùng đặc điểm. Không biết tánh ngựa có thể làm hại tới con ngựa bất cứ lúc nào. Có lý vậy, có lý lắm. Còn nữa, con ngựa cũng biết nổi giận. Tại sao như vậy? Nguyên nhân ở đâu hả? À, ông chủ à, tôi lập tức đi làm việc. Một lát nữa nói tiếp ha. Ngồi xuống. Ông nói ngựa ở chỗ này hay là nói tấm ngựa phía sau? Đều là giúp đỡ tôi à, tiếp khách của tôi mà. Nói tiếp đi. Tôi đây à, cũng muốn biết rõ tại sao à, ngựa lại nổi giận vậy. Thật ra tánh của con ngựa giống hệt như tánh con người vậy. Có câu một loại gạo nuôi hàng trăm người. Ngựa cũng như vậy. Có người mạnh như cọp, có người cũng nhát như dế. Ngựa thì cũng như vậy thôi. Con ngựa tốt ngày chạy ngàn dặm. Nè, cẩn thận nha. Để trên bàn được rồi. Làm phiền ông mời Nam Cung cô nương qua đây. Dạ. Hiền đệ, ăn chung đi hả? Lâu lắm không có những đồ ăn ngon tới như vậy. Sao bỗng dưng lại có nhiều đồ ăn ngon vậy? Là ông chủ miễn phí tiếp đãi. Tại sao ông chủ tự nhiên lại tốt cho mình vậy chứ? À, là bởi vì đệ đó. Ông chủ biết đệ là Ngũ Tử Tư cho nên nhiệt tình giúp đỡ chúng ta. Ngay cả những người ở đây họ cũng biết đệ hay sao? Đâu có gì lạ chứ. Nước Ngô gần nước Sở như vậy. Chuyện của đệ tại nước Sở đã truyền tới chỗ này rồi. Họ biết đệ thiệt à? Tôn đại ca, thì Minh Châu có chuyện gì? À, mời cô ta ăn cơm thôi. Còn nữa, từ nay khỏi cần phải rửa chén. Tại sao? Cô mặc kệ đi, tóm lại từ nay không cần cực khổ nữa. Ờ, Tôn đại gia. Chuyện gì? Ông chủ nói tới giờ rồi, ông phải ra ngoài. Được, tôi tới ngay. Cảm ơn nhiều. À, hai người ăn trước đi, Tôn Võ một lát nữa sẽ tới. Nè, ăn trước đi hả? Ăn trước đi, đừng cách sáo mà. Ăn trước đi hả? Ăn trước đi. Có biết Tôn đại ca dở trò gì hay không? Mùi không biết. Dở trò gì đây, chúng tôi ăn cơm gần hết rồi, thằng Mặt còn chưa tới. Hey, đợi chút, tới ngay. Lâu vậy còn chưa tới à? Hey, tới ngay, xin lỗi nha. Xin lỗi cái gì hả? Xin lỗi cái gì nha. Ngồi đi. Nè Mập à, câu chuyện con ngựa lần trước ông kể cho tôi nghe đã hay lắm. Lần này kể tiếp đi hả? Được. Lần này nổi tới những con ngựa đặc biệt. Ở tại Kỳ Liên Sơn có một loại ngựa mình tròn lông đỏ, từ xa nhìn vào giống hệt như con ngựa máu biết chiếu sáng vậy. Ông chủ à, tới đây tôi đi nha. Hey, tới ngay. Xin lỗi nha, đợi chút. Xin lỗi công tử nha. Tôi không biết nghe ngựa, còn chuyện gì khác không?
Cái gì cũng nói được cả. Thiên văn địa lý, quốc gia đại sự, bói quẻ chiêm tinh. Ông thích nghe cái gì ông ta nói cái đó. Được, vậy thì nói khí trời đi. Được, nói về khí trời. Sáng nhìn phía đông, tối nhìn phía tây. Trùng bay đầy trời, cam lộ đầy mặt. Nước không có sóng, nước chảy mạnh. Đó chính là cái điều mà khí trời sắp sửa thay đổi. Xin lỗi đợi chút nha. Hiền đệ, kiếm tôn võ có chuyện hả? Ông chủ đối xử chúng ta tốt vậy, thì ra là huynh ở đây kể chuyện cho người ta nghe. Ê, nói chuyện tôn nguyệt là hứng thú của tôn võ mà. Đại ca, buộc đại ca phải mưu sinh vậy thì tội nghiệp cho đại ca quá. Tôn võ vui vẻ không có thiệt thòi đâu. Về trước đi hả? Qua đây. Xin lỗi hả? Xin lỗi cái gì? Xin lỗi cái gì? Ông chủ à, thằng mày tới nữa kìa. Ông chủ, mặc kệ nó, cứ việc nói đi, theo tôi. À được. Chúng ta tiếp tục nha, thời tiết phải không? Được. Ê, còn không chịu đi? Thi hài của tôi đã dùng muối ướp lại rồi, không còn có mùi hôi nữa. Không cần biết có mùi hôi hay không, cản trở gì làm ăn của tôi là không được. Đi đi. Tôi muốn khiêu chiến với Ngũ Tư Tư. Tôi hỏi một lần nữa, có chịu đi không? Nếu tôi đợi không được Ngũ Tư Tư là tôi không đi. Thật là vô lý, kéo nó ra. Dạ. Nếu mà nó còn tới đây nữa thì các người đừng có về đây. Đi. Truyền thuyết bán mạch Trung Nguyên cao tận tới mày, khí thế hùng vĩ. Các đồi núi liên tục giống hệt như thành đồng vách sắt vậy. Sông ở Trung Nguyên nước chảy cuồn cuộn, tiếng đập dồn dập, giống hệt như hàng ngàn hàng vạn con ngựa đang chạy chung một lượt. Xin lỗi nha. Ông chủ, cái người ngoài kia sao hả? Ê, cái đó khỏi cần lo, lo tiếp khách giùm tôi là được rồi. Yên tâm đi, ông chủ đừng lo. Ông chủ à, cái thằng ở ngoài kia lại tới nữa. Hả, lại tới nữa? Còn không chịu đi. Hay người thì là hết nói nổi mà, đuổi hoài mà không chịu đi. Nếu mà ngày hôm nay ta làm ăn không bằng ngày trước đó hả, ta sẽ lấy con chó cản đường ngươi. Nếu như ngươi không đi, ta không khách sáo đâu. Tôi đã từng lỗi, tôi đã không được cũ thứ tư, tôi không có đi đâu. Thì là vô lý, bắt lấy nó cho tôi, đuổi đi càng xa càng tốt. Dạ, đi mau. Ông chủ. Chuyện gì? Cái thằng kia kéo nó đi rồi nó lại trở lại. Cái tên này thì phiền phức mà, dùng nước nóng, dùng nước lạnh, dùng nước dơ, ta cũng không chịu đi. Thì là phiền phức. Hắn quả thiệt là kỳ lạ, trọng nghĩa khí nhưng mà rất là cố chấp. Ngũ Tử Tư đâu? Tôi khuyên hắn cả nửa ngày, tôi cũng hy vọng Ngũ Tử Tư có thể tỉ giỏi với ông, để cho ông mỗi ngày còn phải đứng trước cửa cản đường khách ra vào. Không gặp được Ngũ Tử Tư, Yến Ly này không đi đâu. Huynh đài đừng có làm như vậy, huynh đài cũng hiểu rõ ông chủ người ta cũng có điều khó xử. Trừ phi quyết đấu, bằng không tôi không rời khỏi chỗ này. Huynh đài thiệt là cố chấp. So tài với danh tướng là nguyện vọng bình sinh của tôi. Thấy người có thành ý, tôn võ sẽ dẫn kiến giùm cho người một lần. Đa tạ giúp đỡ của đại thúc. Ê, vật này không thể vào trong, để quăng bên trước đi. Ôi, đeo, ngừng lại. Tôn võ không tin ngươi chạy cùng nhanh hơn ngựa. Anh này đại thúc, có thấy một cô gái không? Có thấy không? Chỉ giúp đi. Nè, không thấy mà, tránh ra. Nè, nè đại thúc à, có thấy cô gái không hả? Chỉ giúp đi. Cô à, có thấy cô gái không? Người mà ông tìm ở đây nè. Buông tôi ra. Nhưng thứ hai của bạn tôi làm gì chứ? Ai biểu để góc đường. Chà. Ông ta thế nào? Mụi đã giấu thi hài lại rồi, mụi tin chắc nhất thời ông tìm không được. Cái người này thì là cùng điên, hắn cứng đầu và cố chấp, nếu dung vào con đường chánh chắc chắn sẽ thành đại nghiệp. Hắn chỉ là một kẻ ăn mày thôi. Hiền đệ, khả năng của con người không phải là ở thân phận. Có một tên ăn mày liều chết còn có lợi hơn là có một chiến sĩ không muốn chiến đấu. Ngũ công tử à, có người kiếm kìa. Hắn liệt trở về à? Không phải đâu, là một quan lão già. Vị nào là Ngũ công tử? Là tôi, thừa lệnh của thái tử Khánh Kỵ, mời Ngũ công tử tới Dương phủ một chuyến. Quan lão già, xin hãy ngồi đợi một chút đi, chúng tôi lập tức tới ngay. Được. Thôi. Lần này tới thiệt rồi. Hiền đệ, cơ hội của chúng ta đã tới. Mình đi. Ý, quan đỡ, chờ mua một chút. Hãy thay bộ y phục mới này đi. Tại sao lại có tiền như đồ mới vậy? Minh Châu dùng tiền công mua giải để mai cho huynh.
huynh không thể để mất đi cơ hội này. Tôn đại ca, tại sao lại nhìn Minh Châu như vậy? Không biết Tôn Võ có quần áo mới không vậy? Tôn đại ca. Ê, cũng không sao, đại ca hiểu được mà. Quan hệ khác nhau đương nhiên đãi ngộ khác nhau. Tôn Võ đây thì không biết mắc cỡ. Thiệt là không biết mắc cỡ. Cảm ơn cô. Bẩm thái tử, ngũ tử tư tới. Lùi ra. Dạ. Ngũ tử tư khấu kiến thái tử Khánh Kỳ. Ngũ tướng quân, miễn lễ. Quả nhiên là hào phóng, khí thế bất phàm. Về việc mà ngũ tướng quân ở tại sở quốc, Khánh Kỳ có nghe nói. Hôm nay được gặp mặt, thật là vinh hạnh. Thái tử đã quá khen. Ngày hôm nay tại hạ lạc đường trong quý quốc, đúng là bại binh chi tướng, không dám nói là dũng mãnh. Chỉ hy vọng đại tướng quốc cho phép tìm một chỗ để yên thần. Ngũ tướng quân, Khánh Kỵ mời tới không phải để an thần, mà là có liên quan tới cơ nghiệp ngàn năm của Ngô quốc. Ngũ tướng quân, từ nay về sau thiên hạ sẽ là của hai chúng ta. Được thái tử thưởng thức tôi, có thể tìm được một vị hiền dương như vậy, ngũ tứ tư này xin thầy làm hết sức mình để phục vụ cho thái tử. Thái tử, để tôi giới thiệu, đây là nghĩa huynh của tôi, tên là Tôn Võ. Tôn Võ bái kiến thái tử. Bình pháp gia Tôn Võ, đã nghe danh từ lâu. Thất lễ, thất lễ. Bẩm thái tử, đã chuẩn bị xong rồi. Lùi ra. Dạ. Hôm nay mời hai vị tới, tôi đã có chuẩn bị sẵn một số đồ đặc biệt để cho hai vị chiêm ngưỡng. Mời. Bắt đầu. Thái tử. Hai vị, hôm nay ở tại giáo trường hai vị đã nhìn thấy quân đội của tôi. Dạ. Ngũ tứ tư xưa nay tự phụ mình là người trị quân nghiêm minh, nhưng hôm nay tại giáo trường nhìn thấy binh sĩ của thái tử, thật là kính phục. Hôm nay ta thật sự bày ra cái tiệc giao long, là cùng với hai vị bàn về việc thiên hạ, và cũng thừa cơ hội này giới thiệu mấy người bạn cho hai vị quen biết. Họ đều là hiền sĩ của các nước, tướng tài, mưu thần, và còn thuyết khách, đã từng một thời hiển hách, ngày hôm nay đã làm việc dưới trướng của ta. Các người hãy tự mình giới thiệu đi. Tại hai người nước Trịnh, Nhiếp Cái bái kiến hai vị. Người nước Trịnh, Nhiếp Cái. Các hạ chính là danh tướng của Trịnh quốc, Nhiếp Cái. Đúng vậy. Ngày xưa Nhiếp tướng quân dụng binh như thần, đánh đầu thắng đó, lập biết bao chiến công cho Trịnh quốc. Bữa nay được gặp, thiệt là hân hạnh. Hảo hán không nhắc chuyện năm xưa. Ở dưới cờ của ta, ai cũng đều dũng mãnh phi thường. Công Tôn Hưng. Tại hạ là Lỗ Quốc Công Tôn Hưng, bái kiến nhị vị. Công Tôn Hưng, một nhà binh pháp nổi tiếng của Lỗ Quốc. Công Tôn tiên sinh, tại hạ đã từng nghe nói tài dùng binh của tiên sinh, thiệt là kính phục, kính phục. Nhưng mà ba năm qua hình như là... Ba năm trước tôi đi ngang qua nước Ngô, thái tử đã giữ tôi ở lại đây. Ở đây nhân tài đông đảo, nếu như muốn giới thiệu thì 10 ngày 10 đêm cũng chưa hết. Thái tử chiêu hiền nạp sĩ, tin chắc sau này nhất định có thể thống nhất bá nghiệp thiên hạ. Khánh Kỵ rất cần những người có tài như hai người đây để hỗ trợ. Bẩm thái tử, rượu và đồ ăn chuẩn bị xong rồi. Ngũ tướng quân, còn nhận ra cái đầu giao long này chứ? Tại hạ nhận ra. Mạo phạm, mạo phạm. Chính là con giao long này đã gây họa nhiều năm trong lãnh thổ Ngô quốc. Lão bá tánh đã chịu khổ vì nó, nhưng mà không có người can đảm giết chết nó, cho nên bá tánh đành phải chịu thôi. Khánh Kỵ ngày hôm nay vì bá tánh quyết định đứt tay giết chết nó. Thái tử thân là một thiên kim, lại dùng mạng sống của mình giao đấu với con ác long này. Chỉ một con ác long mà cũng không thâu phục được, thì Khánh Kỵ làm sao thâu phục thiên hạ? Những người dũng cảm như vậy trên đời này chỉ có mình thái tử thôi. Phải, thiên hạ thuộc về thái tử. Xin mời hai vị ở tạm đây một đêm. Cảm ơn nhiều. Không ngờ chúng ta tới Ngô quốc lại có thể làm việc một cách thuận lợi dưới cờ của Khánh Kỵ như vậy.
Khánh Kỳ quả nhiên là có khí khái của anh hùng. Lúc nãy nghe hắn kể chuyện chém trọng ở dưới sông, giống hệt như là một vị thần vậy. Tử Tư hiền vậy, hiền đệ có tin đại ca không vậy? Đại ca, hai chúng ta từ nước Sở trốn tới nước Ngô, có thể nói là sống chết có nhau. Trên đời này ngoài huynh ra, đệ còn có thể tin ai nữa chứ? Nếu như tin thì phải nghe đại ca nói một câu. Khánh Kỳ không phải là người mà hai chúng ta phải nhờ vả. Tại sao vậy? Đứng trên lập trường và góc độ của đại ca, đại ca nghĩ Khánh Kỵ không phải là người chúng ta muốn tìm. Hành động anh hùng của Khánh Kỵ, tất cả mọi người ở Ngô Quốc đều biết. Hắn chiêu hiền đạp sĩ, hôm nay lần đầu tiên gặp đệ đã coi đệ như là người của mình rồi. Hơn nữa đã từng hứa với đệ là sẽ cùng nhau nắm tay dựng nghiệp, đại ca cũng đã nghe rồi mà. Tất cả những câu nói của Khánh Kỵ đêm hôm nay đại ca đã nghe được hết. Chính vì đại ca nghe quá rõ ràng nên cảm thấy người này không đáng tin cậy. Tại sao vậy? Người này rất là tự cao. Ở trong lòng của hắn, ngoài bản thân của hắn ra thì không còn người nào khác. Đúng vậy, hắn đích thực là càn đảm, giết chết Giao Long dũng mãnh phi thường. Nhưng dưới cờ Khánh Kỵ có thể nói có rất nhiều dũng tướng, nhưng không có người nào hữu dụng. Bởi vì hắn có lòng hảo thắng. Không phải là hắn có lòng hảo thắng, mà là hắn khinh thường mọi người. Nhưng mà hắn đã chiêu hiền nạp sĩ, quán triệu anh hùng thiên hạ. Biết bao nhiêu người tụ tập dưới cờ của hắn, hơn nữa đều là những người có thành tích dễ dàng. Thí dụ như là Nhiếp Cá vậy, đúng ra là một dũng sĩ, ngày nay chỉ là một tiểu nhân dân dân dạ dạ. Còn có Công Tôn Hưng và biết bao nhiêu người khác. Hôm nay ở trong bàn tiệc, đệ có nghe những người khác nói hay phát ngôn điều gì không vậy? Không có. Ở chỗ Khánh Kỵ, không ai có cơ hội phát triển. Khánh Kỵ chỉ xem họ như là những dân để tự khoe khoang mình. Nếu như chúng ta nhờ vả vào hắn, hậu quả cũng giống nhau thôi. Đệ ca, hắn coi đệ giống như là người của hắn vậy. Đối với bất cứ ai thì hắn cũng nói như vậy. Nếu như chúng ta chỉ mong mỏi có một chỗ để yên thần thì chỗ này là tốt nhất. Nhưng nếu chúng ta muốn tạo đại nghiệp thì tuyệt đối không thể ở lại. Đệ không tin. Tôn Võ dám đánh cá với đệ. Nếu bây giờ chúng ta lập tức rời khỏi nơi đây, Khánh Kỳ tuyệt đối không nghĩ tới chúng ta đâu. Không đâu, hắn coi hai chúng ta giống như là nhân tài. Nhân tài? Ở trong mắt của hắn chỉ có hắn mới chính là nhân tài. Nếu hai chúng ta rời khỏi chỗ này, hắn nhất định sẽ rượt theo. Tôn Võ tuyệt đối không tin. Sao hả? Có gặp Khánh Kỵ chưa? Gặp rồi, nhưng mà không có lý tưởng như tưởng tượng của chúng ta. Nhất định tới, Khánh Kỵ nhất định cho người tới tìm chúng ta. Khánh Kỵ có rất nhiều tài mắt, tin tức chúng ta bỏ đi nhất định sẽ truyền vào tai của hắn. Nếu hắn thật sự cần chúng ta, trong vòng một canh nhất định sẽ cho người tìm chúng ta. Được, vậy chúng ta đợi thêm một canh nữa. Đại ca, đại ca. Hiền đệ à, chuyện gì? Họ thì không có tới. Đại ca biết. Huynh ngủ quên làm sao biết được? Nghe tiếng nói của đệ thì đã biết rồi. Bây giờ tính sao đây? Ngủ trước rồi mới tính sao? Đợi huynh ngủ rồi mới tính nào? Không phải, đợi các người ngủ thức dậy rồi mới tính sao? Chỗ này không giữ chúng ta, sẽ có chỗ khác giữ chúng ta. Hiền đệ đừng bao giờ chán nản. Trời đất bao la, Tôn Võ tuyệt đối không tin chỉ có Khánh Kỵ mới có thể nương tựa. Tại sao? Tại sao trời cao có từng bước một, dồn tôi vào đường cùng vậy chứ? Làm người thì nhất định phải trải qua tôi luyện thì mới được trưởng thành. Ý. Yến Liên Quỳnh, tại sao Quỳnh ở đây vậy? Khó khăn lắm mới tìm được các người. Đi tới khách sạn, các người đã bỏ đi rồi. Ông chủ đó cho tôi biết là các người sẽ đi ngang qua đây. Ta hiểu. Quỳnh tới đây để từ giả chúng tôi hả? Tôi hy vọng Cửu Tư Tư có thể so sánh kiếm pháp với tôi. Đừng có hoài công vô ích, hiền đệ của ta không tỉ thí với Quỳnh đâu. Ông hãy cho tôi một cơ hội đi. Yến Ly, ngươi có chấp như vậy? Hôm nay tôi nhất định sẽ cho ngươi cơ hội. Cảm ơn. Ngươi hoàn toàn không biết dùng kiếm. Thôi đủ rồi, nếu như đã phân thắng bại, cuộc đấu tới đây kết thúc. Hãy
Hiền đệ, đừng đánh nữa. Dừng tay. Yến Ly Quỳnh, Quỳnh đã không có sức để chống trả, còn đánh làm gì nữa? Nếu như thật sự muốn tỉ võ thì hãy về luyện kiếm pháp trước đi rồi tỉ võ sau. Tôi nhất định sẽ tìm ông để mà so tài lại. Ngũ Tử Tư và Tôn Võ sau đó như thế nào? Ngũ Tử Tư sau khi hạ được tên Đăng Mài đã đợi 2 ngày ở tại khách sạn trong sa mạc, sau đó cùng với Tôn Võ và Nam Cung Minh Châu lên đường. Đi về phía nào? Đông Nam. Tiếp tục nói. Sau khi họ rời khỏi trì của Khánh Kỵ thì họ có đi mãi về phía Đông Nam. Đi được bao nhiêu ngày? 2 ngày. Nói vậy trong nay mai sẽ vào trong thành. Không cần bao lâu nữa. Thật sự muốn mau gặp mặt bọn họ. Có cần cho người đi đón họ không? Không cần, tự họ sẽ tới đây tìm. Hiền đệ, chỗ này thiệt náo nhiệt hả? Đệ cảm thấy lộn xộn thì đúng hơn. Quân kỷ bất nghiêm, không ra gì hết. Quân kỷ bất nghiêm chính là cái lúc để cho đệ đầy thi triển quyền cước. Quân kỷ nghiêm minh đó là ở trong thành đã có một người tài làm đại tướng rồi. Nếu đã có người tài thì cần chúng ta làm gì nữa? Quý, mọi người hãy xem đây, đây là cây bí thủ của công tử Quan nè. Ba người từ nơi khác tới đây phải không? Cặp mắt của người thiệt lợi hại. Quá khen quá khen. Ba vị hãy xem cây đao của công tử Quan đi. Người nói cây đao này là của công tử Quan hả? Đúng, là của công tử Quan. Đại nhân tôi đã mua rượu ngon từ Ngụy Quốc về cho ông ta. Vật quý báu như vậy tại sao lại mang đi bán? Vì mẹ của tôi bị bệnh, muốn kiếm tiền, mướn đại phu để trị bệnh cho mẹ của tôi. Nếu không tôi cũng đâu có đành bán. Huynh đệ, cây bí thủ này chúng tôi không mua đâu, nhưng có thể nào chỉ cho chúng tôi phủ đệ công tử Quan ở chỗ nào không vậy? Đi thẳng phía trước, quẹo trái là tới liền. Cảm ơn nhiều, làm phiền. Ba vị có vật gì tính bán cho công tử hả? Có. Bí thủ của công tử Quan nè. Chúng ta tới làm chủ. Tại sao? Hắn tự tiện tặng cho người ta một cây dao quý báu như vậy. Tại hạ là một người ham uống rượu hơn mạng sống của mình, cuộc sống vậy đâu phải là tướng tài. Chúng ta không có đến làm chủ, đây chính là chỗ chúng ta phải tìm. Công tử Quan chính là minh chúa mà chúng ta phải kiếm. Tại sao vậy? Dưới mắt của đệ ở đây hỗn loạn bậy bạ, nhưng trong mắt của Tôn Võ nhìn thấy lại chứa đầy sinh khí và hoạt lực, là chỗ cho chúng ta phát triển. Quân kỷ của công tử Quan không có nghiêm minh, nhưng hãy xem kìa, quân dân hòa thuận, chỉ cần huấn luyện một chút là có thể trên dưới một lòng, đại sự thành công. Công tử Quan không có xâm phạm dân giả không sao, chúng ta phụ trợ thêm nữa nhất định có thể kích thích hùng tâm tráng trí của ổng. Điều cần thiết nhất là ổng có tấm lòng rộng rãi, ngay cả người bán hàng cũng có thể quen nhau và thân nhau như vậy. Còn tốt hơn là Khánh Kỵ ngàn bướng cứng đầu phải không? Để sợ là lối suy nghĩ của đại ca không đúng sự thật. Không sao đâu, chúng ta tới đó thăm viếng một lần là có thể biết rõ hư thật, ít ra có thể biết được điều đại ca đã suy đoán là đúng hay là sai. Coi bộ là chỗ này, để đại ca đi hỏi thử. Nè lính đại ca, xin hỏi chỗ này có phải là phủ đệ của công tử Quan không vậy? Phải, đúng vậy. Có thể nào thông báo giùm ta nói là Ngũ Tử Tư ở Sở Quốc tới cầu kiến? Ngũ Tử Tư hả? Dễ kiếm thôi. Từ chỗ này đi vào trong, quẹo một cái đi ngang qua cánh cửa nhỏ là có thể tìm được rồi. Không lẽ không cần thông báo sao? Không cần thông báo, dễ kiếm thôi, tự mình đi đi. Làm phiền. Mình đi. Cẩn thận nha. Đi ca, chúng ta đi đi. Tại sao vậy? Từ cách quản trị của công tử Quan mà nói, ông ta không phải là đối tượng để chúng ta nhờ. Hiền đệ đừng nói quá sớm mà. Nếu đã tới rồi thì cứ yên tâm, chúng ta vào trong coi trước rồi tính sau. Cảnh gác lưu là như vậy, vào đây từ nãy giờ cả một thủ vệ cũng không thấy. Nếu lỡ như có thích khách làm sao mà phòng bị đây? Vì công tử Quan này chắc chắn là hiền hòa nhân hậu, ai ai cũng thương yêu, cho nên không cần đề phòng thích khách. Hy vọng giống như lời của Quỳnh nói. Nhờ bố bối à, đừng có chạy lẹ quá mà. Chờ cha với bà bố bối. Nhờ bố bối à, đừng có chạy lẹ quá. Chờ cha với bố bối. Nhờ bố bối, phía sau hay không hả?
Tiểu cô nương không sao chứ? Đừng chạy, hãy đợi cha với. Hai người là? Cha. Tại hạ Tôn Võ. Tại hạ Ngũ Tứ Tư. Tới đây để tham viếng công tử Hoàng, không mời mà tới, xin hãy thứ lỗi. Nhị vị chính là Ngũ Tứ Tư và Tôn Tiên Sinh. Thất kính, thất kính. Xin mời cả hai vào trong ngồi chơi. Dạ, xin nói chơi chung với con mà. Bởi bởi, phụ thân có chuyện quan trọng phải lo, con đi chơi trước nha. Nếu như công tử thấy bất tiện, vài hôm nữa chúng tôi trở lại. Không không, rảnh lắm, lúc nào tôi cũng rảnh mà. Bởi bởi à, ngoan đi nha, con và tỷ tỷ ra ngoài chơi đi nha, mời. Mời, xin mời. Bối bối à, đừng có vô lễ quá mà, chị đâm ra sau giường chơi ha. Chúng ta chắc chắn tới lộn chỗ rồi. Hiền đệ, chưa chắc. Xin lỗi. Để gì vậy đợi lâu, tôi vừa mới xào xong mấy món ăn ngon. Không ngờ công tử là một tài nấu nướng. Không dám nhận. Tôi chỉ cảm thấy mang tất cả những đồ ăn bỏ vào trong chảo và bỏ một chút gia vị là có thể trở thành những món ăn thật là ngon. Đó là lạc thú của tôi. Trên đời này có biết bao nhiêu chuyện hứng thú để làm. Thân phận như công tử tại sao lại xuống bếp để tìm vui chứ? Lời của Ngũ Tứ Quân nói thiệt là có lý. Nhưng tôi nghĩ rằng có thể xuống bếp để nấu mấy món ăn ngon chia sẻ với bạn bè của mình. Và khi nào rảnh rỗi thì tôi đây lại thích chơi chung với hai đứa con gái. Đó là lạc thú lớn nhất trên đời này. Còn những cái khác thì không có ăn thua tới tôi. Công tử xuất thân ở gia đình vinh hoa phú quý mà có thể hiểu rõ sự tình như vậy, thiệt là hiếm quý. Quá khen. Không lẽ thái tử lại cam tâm gò bó mình trong mảnh đất nhỏ này hay sao? Và sống qua ngày không hỏi tới chuyện đời. Có thể không hỏi chuyện đời sống, vậy qua ngày tháng không lẽ là không phải có những người vui vẻ nhất trên đời này hay sao? Tôn Võ, tôi gan nổi thẳng, nhìn tướng công tử mà nói thì không phải là hai người không hỏi tới chuyện đời an dưỡng cảnh nhàn. Không lẽ công tử có ẩn tin gì không chịu nói ra? Hả? Thì ra Tôn tiên sinh tinh thông tướng pháp vậy hả? Cũng biết được ít nhiều. Tôn đại ca của tôi có hai môn tuyệt học, thứ nhất là coi tướng, thứ hai là binh pháp. Ê, hiền đệ, đừng bao giờ tự khen mình trước mặt của công tử, công tử sẽ cười đó. Đâu có, bình thường tôi thích nhất là nghiên cứu âm dương dị thuật. Không biết Tôn tiên sinh có thể chỉ điểm thêm không? Chỉ điểm thì không dám, nhưng mà Tôn Võ có thể thử. Không biết có thể nào cho xem bàn tay trái không vậy? Được được. Công tử sinh ra trong khổ nạn, tuổi trẻ mất vợ, chứ còn có hai đứa con gái. Tôn tiên sinh thật sự tướng pháp như thần. Công tử thiếu niên bớt đắc chí, nhưng mà sau năm 40 thì sẽ hồng đồ đại triển, làm nên nghiệp lớn. Tôn tiên sinh nói như vậy thì là không có đúng. Tại sao công tử nói vậy? Đối với công danh lợi lộc, tôi hoàn toàn không có hứng thú. Tôi chỉ nghĩ sau năm 40 tuổi tôi sẽ ẩn cư điềm viên, vui bên con cái. Với góc độ của Tôn Võ mà nói, tướng mạng của công tử. Trà nguội rồi, mọi người hãy uống đi hả? Hãy thưởng thức tài nấu ăn của kế quan, xin mời. 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 Nếu có thể mỗi ngày uống chung và tâm sự với nhị vị, giảm thọ 10 năm cũng cam tâm mà. Công tử nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi. Đúng ra hai huynh đệ chúng tôi muốn hỗ trợ cho ngài tạo dựng đại nghiệp. Nhưng nếu như công tử không muốn dựng đại nghiệp, vậy thì chúng tôi đi tìm người khác. Đời người tụ tàn chỉ có một chữ duyên. Duyên tới thì hợp, duyên tận thì tàn, không có thể nào miễn cưỡng. Nhưng mà mới vừa gặp nhị vị đã nói là từ giả rồi, thiệt là đáng tiếc. Nếu là duyên thì đáng tiếc làm gì? Nếu đáng tiếc thì cho thấy công tử là người có tánh khí. Nếu công tử là người có tánh khí, tại sao đè nén chân tánh của mình lại chứ? Tôn tiên sinh nói chuyện khó hiểu, không biết có thể nào giải thích lời của Tôn tiên sinh hay không. Tôi chỉ thích bàn về bối với quẻ, chứ người có tánh tình gì đây? Tôn tiên sinh thiệt là quá lời. Xin lỗi công tử, ngài coi tay coi bói với mục đích gì? Thuần túy là hứng thú, từ đó mò mẫm việc tương lai để phòng hung quá kiết. Nếu công tử nhất định ẩn tích điền viên, không tranh tư lợi, vậy mọi chuyện đã kiết rồi, làm gì có hung chứ? Chỉ có những người tranh quyền muốn thi triển quyền cứ mới coi những điều hung hiểm là khó lòng ngờ trước mà thôi. Tôn tiên sinh ăn nói rất là khéo, tôi nói không lại. Công tử không phải đã tuyên bố là không muốn nói chuyện với Tôn Võ nữa hay sao? Thật ra công tử có hùng độ đại lược, chỉ là sợ bại lộ làm cho người ta tới đây tấn công thôi. Sao lại nói vậy?
Từ hành động, lời nói của công tử và lý lẽ trị dân và kế sách mưu trước, có thể nhìn thấy rõ ý đồ của công tử rồi. Chỉ sợ tôn tiên sinh hiểu lầm đó thôi. Công tử có ý giấu giếm sự thật, có phải sợ hai huynh đệ chúng tôi là những kẻ vô nghĩa và thổ lộ ra ngoài cái hùng đồ tráng chí của công tử không? Tôi tin tưởng hai người không phải là người như vậy, nhưng mà tôi không hiểu rõ tại sao như vậy lại nghĩ rằng bổn cung có hùng đồ tráng chí. Tôi được phong đất rất nhỏ, hoàn toàn không có sức phát triển. Tuy công tử được phong đất nhỏ, nhưng địa điểm ở nơi giao giới của thủy độ Nam Bắc là nơi khách thường nhất định đi qua phồn thịnh công thủ vì kinh thành. Hơn nữa công tử trị dân có phường sách, dân sanh phước túc, lương thực đầy đủ, đó gọi là phát triển thế lực, cái căn bản hùng mạnh để mưu đồ đại sự. Bổn cung không binh không tướng, tuy có căn bản đi nữa cũng không thể mưu thành đại sự, thành đại nghiệp. Tại hạ và tôn huynh nguyện làm tiên phong cho công tử. Như vậy là soái tài, không có gì đáng nghi. Nhưng mà vô binh vô tướng thì là hoài công vô ích. Có soái làm sao còn có binh, chỉ cần huấn luyện có cách, bất cứ người nào cũng trở thành tân binh. Hãy tha cho bổn cung vô lễ. Tôn tiên sinh nói vậy có nói quá hay không? Tôn huynh xưa nay nói chuyện rất cẩn thận và không bao giờ nói quá lời. Nếu ngài không tin thì có thể thử. Được, nhưng không biết thử bằng cách nào đây. Tôn Võ nghĩ được một cách, nhưng mà phải được công tử giúp đỡ.